chính những người chủ doanh nghiệp, những người quản lý, những thành viên ở trong doanh nghiệp vốn đã phải có những giá trị riêng, những nguyên tắc riêng. Ví dụ nguyên tắc là nguyên tắc gì ạ? Cho đi, hay là nguyên tắc gì ạ? Nguyên tắc tận tâm với khách hàng, hay là nguyên tắc gì ạ? Rất là kỷ luật, hay là nguyên tắc gì ạ? Chăm chỉ, hay là có những nguyên tắc gì thì quý vị phải rõ ràng nguyên tắc đấy đi, và đi trọn vẹn cùng từ chủ cho đến quản lý cho đến nhân viên. Thì từ việc chọn người cho đến khách hàng cho đến đối tác thì quý vị dựa thêm có những cái yếu tố về đo thử năng lượng, xét bát tự hay là nhân tướng, hay là quan sát cái phong cách giá trị sống của những người sẽ gia nhập vào doanh nghiệp của chúng ta, đã đang gia nhập vào cũng sẽ là gì ạ? Tạo ra một cái nguồn năng lượng rất là mạnh để kích hoạt cùng tiến cùng với nhau.